Xin chào cả nhà, xin chào các bác, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh youtube của MG Đồng Hồ nhé à, Trong video ngày hôm nay thì MG Đồng Hồ có một cái đơn hàng của một anh khách ở uh, Nam Tường Niêm à, Muốn lấy một chiếc Citizen uh, Citizen màu xanh ngọc và uh, 3 kim một nịch mà em mới nên với một cái mức giá thành rất là tốt Thì uh, em cũng có ship đến và giao lưu với anh khách luôn với cái uh, chiếc đồng hồ này Thì địa chỉ của em thì em vừa quay cho các bác ở đầu video đó là ngõ 168 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội Thì anh em chú nào mà muốn quan tâm trải nghiệm những cái dòng sản phẩm nào đồng hồ à, giá rẻ cho tới cao cấp thì à, bên em đều có hỗ trợ cho anh em chú nhé hàng thì sẽ cam kết là hàng mới chính hãng bảo hành năm năm à, nên là anh em chú cứ yên tâm và trải trải nghiệm thôi ở à, bên em thì có đầy đủ các mẫu như là Citizen, Seiko, Orient, Star đầy đủ hết nhá nên là anh em chú muốn dự, chơi mẫu nào hoặc là muốn ở xa muốn 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 mua đồng hồ thì có thể là liên hệ và gửi cho em cái địa chỉ cũng như là số điện thoại để bên em ship đi rồi quay trở lại với video clip của chúng ta thì hiện tại thì em ship cho anh khách ở tây mỗ đó và đoạn này thì nó là đại nội thăng long anh em nhé đoạn này thì anh khách thì cách em cũng khoảng độ tầm sáu bảy cây thôi thì cũng tranh thủ giờ trưa và ship đi luôn cho anh khách ship luôn cho anh khách cho sớm để anh khách nhận sớm anh khách có liên hệ trực tiếp qua số điện thoại và muốn mua một chiếc mặt xanh và em còn một chiếc mặt đỏ rượu vang nữa à, nhưng mà anh khách thì thích cái màu xanh ngọc của nó hơn nó anh khách bảo nó đẹp hơn và và để đeo thì anh khách này cũng, cũng cũng lớn tuổi rồi à, muốn đeo đơn giản thôi và ở đây thì em có đi qua trung tâm hội nghị quốc gia này đó nói chung là đường thì đi cũng rất là thoáng và hà nội thì trời khá là sương mù và đi một đoạn thì thấy là cái chỗ này người ta đang là quy hoạch khá là đẹp và xây cái này như kiểu là uh, bảo tàng ấy các bác nhỉ, nhìn nó khá là đẹp với máy bay cái chỗ này là khu quân sự các bác nhé, chỗ này cấm vào đấy chỗ này em đi qua thì thấy biển báo cấm vào, khu quân sự đó nói chung là anh khách thì ở Vinhome Smart City các bác nhé, Vinhome Smart City thì anh khách theo dõi video thì muốn mua và giao lưu trải nghiệm, đó đồng hồ cơ thì anh khách thì có bảo em là mua đa số là những cái con đồng hồ pin thôi, chơi đồng hồ pin và bây giờ thì thử đổi qua đồng hồ cơ thì nó xem nó như thế nào và ở đây thì uh, gần đến nhà anh khách rồi nói chung là quay thì cũng chớp nhoáng cho các bác xem qua thôi anh khách ở vion smart city đoạn chỗ này thì nói chung là em thấy là người ta quy hoạch cũng khá là đẹp này đó nhà cao tầng thì hai bên và cầu ở giữa thì em thấy là, là nhà chỗ này cũng ok đấy có tiền thì uh, mong sao có dịp thì mua được một căn ở trong này cũng để ở cũng sướng rồi còn bây giờ thì đang ở thuê đấy các bác ạ đó, đang ở thuê thôi và sau một hồi thì uh, cũng đến được với uh, địa chỉ của anh khách rồi Thì đây là anh khách đang mở cửa để uh, uh, bắt đầu lên nhà và giao dịch với anh khách Đó, lên nhà thì uh, anh khách thì um, ở Vinhome Smart City nói chung là cũng ổn các bác ạ Em vào đây thì em thấy là cái dịch vụ của người ta cũng khá ok Và trước này, và ở chỗ này nhá em thấy thì uh, đẹp, sang và cũng như là sạch sẽ lắm Đó, và đợi thang máy một nốt có được một nốt thì uh, bắt đầu là mang đồng hồ lên và gửi tới anh khách và như vậy thì em đã lên tới nhà anh khách rồi và anh khách uh, bảo là ngại quay mặt nên là em chỉ quay một đoạn thôi các bác nhé em chỉ quay một đoạn thôi giao dịch với anh khách và cuối cùng sau khi mà giao dịch xong thì ở bên em lại tiếp tục lên đường và quay trở về cửa hàng thì bác nào xem video em cảm ơn các bác đã xem hết video nhé.